Mr. Pity hết xin chào các bạn. Trân trọng gửi đến các bạn những thông tin về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1954 đến năm 1975. Phần 18. Tình thế cách mạng chín mùi và Nam Bộ đồng khởi. Vào những tháng cuối năm 1959 tình hình kinh tế, chính trị miền Nam Việt Nam dưới chính quyền Diệm không có gì sáng sủa hơn. Chế độ độc tài gia đình trị của anh em Diệm, nhu làm tăng thêm mâu thuẫn trong chính nội bộ địch. Đảng cần lao nhân vị thừa nhận có tình trạng mất tin tưởng và dao động trước tình hình. Báo chí của Diệm cho biết, ở nông thôn, hội đồng hương chính lừng chừng ở thành thị, công chức thiếu tin tưởng ở thắng lợi của chính phủ quốc gia, trí thức thì hiểm nghi chế độ Cộng Hòa. Bản thân Diệm cũng lo sợ một cuộc lật đổ, nên đã ra sức sàng lọc, thanh trừng nội bộ gắt gao. Trong số 123 dân biểu quốc hội kỳ 1, Diệm đã tìm cách gạt 73, trong đó cả một số trước kia tích cực ủng hộ Diệm. Các vị trí then chốt trong quốc hội, Diệm cũng thay bằng tay chân của ông ta. Để ổn định tình hình chính trị nội hội Ngô Đình Diệm một mặt thanh lọc những người không ăn cánh, mặt khác tập trung nỗ lực ra bên ngoài, dùng lực lượng quân sự mở 219 cuộc hành quân càn quét đánh phá phong trào cách mạng miền Nam. Riêng Nam Bộ có tới 120 cuộc hành quân, chiếm 76%. Những hành động đó của chính quyền Sài Gòn không làm cho phong trào cách mạng dịu đi trái lại làn sóng chống diệm ngày càng phát triển rộng khắp. Hoạt động vũ trang tuyên truyền, vũ trang tự vệ phát triển trên toàn miền Nam, hỗ trợ tích cực cho quần chúng chống địch lập khu trù mật. Dầm rộ nhất là phong trào nhân dân chống bầu cử quốc hội khóa 2 của Diệm tháng 8 năm 1959. Nhân dân tìm mọi cách không đi bỏ phiếu hoặc làm lá phiếu không hợp lệ. Có người viết cả khẩu hiệu chống Mỹ, Diệm bỏ vào hòm phiếu. Ở Mỏ Cày, Bến Tre, nhân dân giết chết tên tay sai địch và cướp hòm phiếu. Tại nhiều tỉnh ở Nam Bộ và Liên Khu V, nhân dân tổ chức meeting, biểu tình giải truyền đơn chống bầu cử quốc hội hoặc dùng các đội vũ trang tuyên truyền tiến công vào bầu cử để nhân dân lấy cớ không đi bỏ phiếu. Trong khi đó, trên thế giới, các chính quyền thân Mỹ ở Iraq, Nam Triều Tiên, Thổ Nhĩ Kỳ, Cuba bị lật đổ làm cho Mỹ, diệm thêm bối rối. Tình hình trên đây đã tác động làm sâu sắc thêm những mối mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền Sài Gòn và đẩy chúng bước vào thời kỳ khủng hoảng triền miên. Cuối năm 1959, đầu năm 1960, chế độ thống trị ở miền Nam Lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Tuy ở thành thị địch còn tương đối mạnh, nhưng trong nhiều vùng nông thôn rộng lớn, địch không thể cai trị nhân dân một cách bình thường được nữa. Ngụy quyền cơ sở từng phần đã suy yếu và bất lực. Còn quần chúng nhân dân, đặc biệt là đông đảo nông dân thì sục sôi cách mạng đã tỏ ra kiên quyết và sẵn sàng chiến đấu sống chết với quân thủ. Đó là điều kiện chín mùi cho phép phát động quần chúng nông thôn nổi dậy khởi nghĩa từng phần đập tan khâu yếu nhất trong hệ thống cai trị của địch. Tháng 11 năm 1959, Sứ ủy Nam Bộ họp nhận định, với chính sách vũ lực tàn bạo, địch đã gây cho ta những khó khăn. Nhưng xét về căn bản và toàn cục thì chúng ta đã giành được thế chủ động, còn địch ở vào thế bị động. Trong năm 1959, cơ sở đảng vẫn được giữ vững, phong trào quần chúng phát triển cao hơn so với 1958, chất lượng phong trào được nâng lên. Hoạt động vũ trang tuyên truyền phát huy tác dụng hỗ trợ cho đấu tranh chính trị. Sứ ủy đề ra nhiệm vụ trước mắt của đảng bộ là giữ vững và đẩy mạnh phong trào cách mạng của quần chúng, lấy đấu tranh chính trị rộng rãi và mạnh mẽ của quần chúng làm chính, đồng thời kết hợp với hoạt động vũ trang tuyên truyền để chống chính sách khủng bố tàn bạo. Chính sách bóc lột vơ vét của Mỹ Diệm ngăn chặn và đẩy lùi từng bước mọi chính sách của địch, đẩy địch vào thế bị động, cô lập hơn nữa về chính trị tạo điều kiện thuận lợi tiến tới đánh đổ chính quyền Mỹ Diệm, ra sức xây dựng, củng cố, phát triển lực lượng cách mạng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chuẩn bị sẵn sàng nắm lấy thời cơ đánh bại hoàn toàn kẻ địch. Để thực hiện nghị quyết lần thứ 15 của Trung ương Đảng và nghị quyết xứ ủy Nam Bộ tháng 12 năm 1959, Liên tỉnh ủy miền Trung Nam Bộ họp ở Hồng Ngự, kiến phong có đại biểu các tỉnh Long An, Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, Kiến Tường, An Giang, Kiến Phong tham dự. Hội nghị nhận định, các tỉnh miền Trung Nam Bộ đã trải qua một thời kỳ đen tối. Cơ sở cách mạng bị tổn thất, có nơi tổn thất nghiêm trọng, nhưng lực lượng lãnh đạo và cơ sở quần chúng vẫn tồn tại. Đội ngũ tuy ít nhưng tất cả đều là những đảng viên, cán bộ và quần chúng trung kiên, vững vàng, quyết tâm tiêu diệt địch. Quân địch tuy nhiều, hệ thống kìm kẹp chặt nhưng tinh thần chúng giảm sút. Việc trừng trị hàng loạt tên ác ôn đã làm chúng hoang mang. Chính quyền cơ sở rộng rã, có nơi chỉ tồn tại hình thức. Từ nhận định này, Liên tỉnh ủy chủ trương, đối với các tỉnh tiếp giáp căn cứ Đồng Tháp 10 cần đẩy mạnh đấu tranh chính trị, kết hợp với đấu tranh vũ trang hỗ trợ nhân dân nổi dậy, phá thế kìm kẹp của địch, giành quyền làm chủ ở thôn ấp, mở rộng căn cứ du kích, xây dựng và bảo vệ lực lượng vũ trang chuẩn bị tiến hành khởi nghĩa đồng loạt. Đối với các tỉnh vùng địch kiểm soát, ta không còn cơ sở thì khẩn trương xây dựng lực lượng chính trị, đồng thời xây dựng một bộ phận lực lượng vũ trang, tăng cường hoạt động diệt ác, hỗ trợ cho khởi nghĩa. Liên tỉnh ủy quyết định tháng 1 năm 1960 phát động quần chúng khởi nghĩa ở xã, ấp với phương châm, nổi dậy đều khắp không để nổi cộm ở từng điểm khiến địch có thể tập trung lực lượng đàn áp, ta không giữ được phong trào. Phải đưa cho được đông đảo quần chúng nhân dân vùng lên đấu tranh với địch nhưng giữ cho được thế đấu tranh hợp pháp. Hoạt động vũ trang phải khôn khéo, tránh nặng về đấu tranh vũ trang đơn thuần. Hội nghị đang họp, Liên tỉnh ủy đã điện tóm tắt nghị quyết 15 của Trung ương và chủ trương khởi nghĩa để các tỉnh chuẩn bị trước. Kết thúc hội nghị, các đại biểu trở về tỉnh khẩn trương triển khai quyết định của Liên tỉnh ủy. Khác với Trung Nam bộ, miền Đông Nam bộ có thế mạnh là đã xây dựng được lực lượng vũ trang khá sớm. Ngoài lực lượng của các tỉnh Bộ Tư lệnh miền Đông đã lập được 4 đại đội trong đó có 3 đại đội bộ binh, một đại đội đặc công. Sứ ủy đã chỉ thị cho ban quân sự liên tỉnh miền Đông Nam Bộ đẩy mạnh hoạt động vũ trang, tập trung lực lượng đánh cho được một trận lớn thôi động toàn miền, thúc đẩy phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, đồng thời lấy vũ khí địch trang bị cho các đơn vị vũ trang của ta. Những ngày đầu năm 1960, ban quân sự liên tỉnh miền Đông Nam Bộ họp ở Bầu Giá, Tây Ninh, bàn việc thực hiện chỉ thị của sư ủy. Hội nghị đề ra hai phương án, một là đánh từ 1 đến 2 quận lỵ và tù 4 đến 5 cứ điểm địch. Hai là đánh tua 2, căn cứ trung đoàn 32 ngụy. Tính toàn lực lượng và khả năng ta có thể đánh được từ 1 đến 2 cứ điểm. Song ảnh hưởng của thắng lợi không lớn lắm. Sau khi phân tích, cân nhắc ký các mặt, Ban quân sự liên tỉnh miền Đông đề nghị đánh tua 2 và được sứ ủy chuẩn y đánh tua hai là đánh vào chỗ mạnh của địch, lực lượng chủ lực ngụy. Đây là một khó khăn, một thử thách lớn đối với bộ đội ta. Xong diệt được căn cứ này thì tác dụng và ý nghĩa của nó tăng lên gấp bội, vì chủ lực ngụy không chỉ ở Tây Ninh mà cả miền Đông Nam Bộ sẽ dao động. Lực lượng bảo an, dân vệ xã càng lung lay. Kho vũ khí lấy được của địch sẽ làm tăng đáng kể sức mạnh của lực lượng vũ trang ta. Khi đó phát động quần chúng nổi dậy diệt áp phá kim lấy đồn, giải phóng xã, ấp thuận lợi hơn trong khi bộ đội ta đang trinh sát chuẩn bị cho trận đánh tua hai thì đồng khởi ở Bến Tre đã nổ ra. Bến Tre, một tỉnh nhỏ trong các tỉnh Trung Nam Bộ, nằm ở phía Đông Nam và cách Sài Gòn 86 km. Tỉnh Bến Tre bốn bề sông nước, loại chiến trường điển hình ở đồng bằng sông Cửu Long. Ở phía Bắc con sông Tiền ngăn Bến Tre với Tiền Giang. Phía Tây và Nam sông Cổ Chiên phân danh giới Bến Tre với Vĩnh Long, Trà Vinh. Phía Đông là Biển Đông với chiều dài bờ biển 65 km hai con sông Ba Lai và Hàm Luông chảy giữa tỉnh, chia Bến Tre thành ba Củ Lao, Củ Lao Bảo, Củ Lao Minh và Củ Lao An Hóa. Trên mỗi Củ Lao, sông Ngòi, kênh rạch Trằng Trịt. Bến Tre có bảy huyện, Châu Thành, Bình Đại, Rồng Chôm, Ba Chi, Mỏ Cày, Minh Tân, Thạnh Phú và một thị xã, thị xã Bến Tre với 115 xã, 786 ấp, 60 vạn dân nhân dân Bến Tre có truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng rất kiên cường. Từ thổi khai hoang lập ấp người dân Bến Tre đã biết đoàn kết đắp đê ngăn mặn, lẫn biển, chống chọi với thiên nhiên. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân Bến Tre đã cùng với nhân dân Nam Bộ kết thành một khối, bằng mọi vũ khí thô sơ ngăn bước quân thủ hung hãn. Năm 1954, đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. Nhận thấy bến Tre là mảnh đất kiên cường, bất khuất, nơi địa bàn chiến lược quan trọng, là đầu mối giao thông nối Sài Gòn với các tỉnh miền Trung, miền Tây Nam Bộ, địch đã chọn bến Tre làm nơi thí điểm đánh phá phong trào cách mạng. Chúng thiết lập ở đây hệ thống kìm kẹp từ tỉnh đến huyện, xã nhằm thống trị nhân dân lâu dài. Chúng chia bến Tre thành 7 quận, 24 tổng, 115 xã, đồng thời xây dựng các đơn vị chủ lực, bảo an, dân vệ đủ mạnh để đàn áp cách mạng đến trước đồng khởi, không kể lực lượng chính quy, ở bến tre có 9 đại đội bảo an tăng cường cho các quận và thị xã, 7 đại đội đóng trên 7 quận, hai đại đội đóng ở thị xã, 24 trung đội dân vệ, còn gọi là tổng đoàn dân vệ, chấn trị ở các tổng. Chúng còn xây dựng nhiều loại công an, cảnh sát, mật vụ, do thám, chỉ điểm. Đầu năm 1959 riêng tổ chức cảnh sát hiến binh đã có 206 tên. Công an duyên hải 210 tên song song với củng cố bộ máy tay sai, Mỹ, Diệm tiến hành tố cộng, diệt cộng một cách khốc liệt. Hàng loạt cán bộ đảng viên bị thủ tiêu, nhiều cơ sở đảng, cơ sở quần chúng bị tan vỡ. Tính đến cuối 1959, địch đã sát hại 2.519 cán bộ, đảng viên, bắt 17.000 người. Trong 115 xã chỉ còn 18 xã có chi bộ đảng. Mặc dù vậy, địch không khuất phục nổi nhân dân Bến Tre. Từ cuối 1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bộ Bến Tre, phong trào đấu tranh chính trị của các tầng lớp nhân dân đã diễn ra sôi nổi. Nhiều cuộc mít tinh, biểu tình đòi địch thi hành Hiệp định Geneva, đòi hiệp thương tổng tuyển cử, đòi tự do dân chủ, chống khủng bố đàn áp được tổ chức ở nhiều nơi. Hai năm kiên trì đấu tranh bằng phương pháp hòa bình không kết quả. Nhân dân Bến Tre bắt đầu tổ chức những vụ diệt áp bí mật, lẻ tẻ, từng bước hình thành lực lượng vũ trang ngầm và bắt đầu đột nhập lấy một số đồn bốt địch trong tỉnh. Ngày 15 tháng 12 năm 1959 ta lấy đồn Tân Xuân, Ba Chi. Ngày 19 tháng 12, đánh đồn Lộc Thuận, Bình Đại, thu bảy súng. Địch phản ứng yếu ớt. Tình thế cách mạng trực tiếp đã xuất hiện ở Bến Tre. Giữa lúc đó đảng có chủ trương vũ trang tự vệ. Đồng chí Võ Văn Phẩm, Bí thư tỉnh ủy hội ý với các đồng chí trong thường vụ tỉnh ủy thực hiện chỉ thị của Liên tỉnh ủy Trung Nam Bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Định, Phó Bí thư tỉnh ủy đi dự hội nghị Liên tỉnh ủy trở về đến Bến Tre ngày 30 tháng 12 năm 1959, thì các đồng chí trong thường vụ đã xuống các huyện chỉ đạo phong trào. Mặc dù không gặp được đầy đủ các đồng chí trong tỉnh ủy, nhưng do tình hình khẩn trương, đồng chí Nguyễn Thị Định đã triệu tập cuộc họp tỉnh ủy mở rộng tại nhà chị Bảy Tốt ở ấp Tân Huệ, xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày vào ngày 1 tháng 1 năm 1960. Dự họp có các đồng chí Nguyễn Tâm Cang, Hai Thủy, tỉnh ủy viên, Nguyễn Văn Song, Năm Hòa, Bí Thư Mỏ Cày, Ba Cầu, Sáu Huấn, Bảy Tranh huyện ủy viên Mỏ Cày và đồng chí Lê Văn Quang, Bí Thư huyện ủy Minh Tân. Đồng chí Nguyễn Thị Định đã truyền đạt tinh thần nghị quyết lần thứ 15 của Trung ương Đảng và chủ trương nổi dậy của Liên tỉnh ủy. Sau đó, cuộc họp bản cách thực hiện chủ trương của liên tỉnh ủy. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình địch, ta ở Bến Tre, cân nhắc những thuận lợi khó khăn, khả năng của địa phương, tỉnh ủy quyết định phát động một tuần lễ nổi dậy trên toàn tỉnh. Lấy ba xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp thuộc huyện Mỏ Cày làm điểm. Phương châm là mạnh làm theo mạnh, yếu làm theo yếu, đánh vào nơi hiểm yếu, đồng thời cũng là chỗ yếu nhất của địch là bộ máy kìm kẹp ở cơ sở vừa diệt áp phá kim, vừa phát động quần chúng trong đó chú trọng vận động các gia đình binh sĩ nguyện kết hợp với cơ sở trong lòng địch để bước hàng, bước rút, lấy đồn, giải phóng xã ấp. Sau khi quyết định phương thức nổi dậy, tỉnh bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị, đồng thời theo đường liên lạc đồng chí Nguyễn Thị Định sang báo cáo đồng chí Bí Thư tỉnh ủy ở khu vực Củ Lao Bảo về tình hình và nội dung cuộc họp tỉnh ủy. Chưa có lực lượng vũ trang tỉnh đã lập những tổ hành động làm nòng cốt trong việc diệt ác, trừ gian. Thanh niên được tập hợp thành từng tổ, trang bị má tấu, dao găm, súng bập rửa, lấy danh nghĩa tiểu đoàn 502, đơn vị đã đánh thắng địch giòn giã ở rồng thị đam gò quản cung để khoa trương thanh thế, uy hiếp tinh thần binh lính địch. Lực lượng làm nhiệm vụ phát động quần chúng kịp thời thu nạp những người tốt và các tổ chức cách mạng, làm cho lực lượng quân sự, chính trị của ta phát triển nhanh. Các cơ sở nội tuyến trong các đồn bốt địch được giả soát lại. Sau 16 ngày chuẩn bị khẩn trương và bí mật, ngày 17 tháng 1 năm 1960, cuộc đồng khởi của nhân dân Biên tre nổ ra đúng như dự kiến, bắt đầu từ ba xã điểm của tỉnh. Tại xã Định Thủy, 8 giờ sáng ngày 17 tháng 1 năm 1960, tổ hành động gồm ba đồng chí Bảy Thông, ba dài, chín chim giết tên đội tí, chỉ huy tổng đoàn dân vệ gồm 11 tên, đóng tại xã khi chúng đang ăn nhậu ở tiệm Nam Thiêu, ngã tư Định Thủy. Súng nổ, vợ đội tí và hai tên lính dân vệ hoàng hốt chạy khỏi đình Định Phước, nơi Tổng đoàn dân vệ đóng quân. Ta lập tức bắt cả ba tên. Đồng thời, hai tổ hành động được bố trí sẵn cùng 200 thanh niên và quần chúng tràn vào đỉnh áp đảo địch, bốn tên đầu hàng, hai tên chạy thoát. Ta thu tám khẩu súng, ba lựu đạn và gần một nghìn viên đạn. Tổng đoàn dân vệ bị diệt lúc 9 giờ một tổ hành động khác do đồng chí Hai On chỉ huy, kết hợp với cơ sở nổi tuyến vận động anh em binh sĩ ở đồn vàm nước trong nổi dậy phá đồn, diệt ác ôn, giải tán tề xã, thu 11 súng, 10 lựu đạn và trên 500 viên đạn. Có vũ trang của các tổ hành động hỗ trợ, nhân dân định thủy nổi chống ngó cầm giáo mắt, gậy gộc tràn ra các ngả đường cùng các tổ hành động truy lùng bọn tề điệp ác ôn, quét sạch các tổ chức kìm kẹp của địch, giải phóng hoàn toàn xã nhà đêm 17 tháng 1 năm 1960, với số súng thu được của địch, tỉnh đã chỉ đạo lập 4 tiểu đội vũ trang kịp thời hỗ trợ cho phong trào quần chúng nổi dậy ở các xã lân cận. Từ tay không vùng dậy, đến đây nhân dân định thủy đã có súng, có lực lượng vũ trang, có chính quyền trong tay. Đó là thành quả đầu tiên của phong trào đồng khởi ở Bến Tre. Kể với định thủy là Phước Hiệp. Theo kế hoạch chung, cuộc nổi dậy sẽ bắt đầu vào 17 tháng 1 năm 1960 song cơ sở nội tuyến sợ không dám hành động, nên việc lấy bốt dân vệ không thành. Đến 18 giờ ngày 17 tháng 1 năm 1960, nghe tin định thủy đã nổi dậy thắng lợi, lệnh khởi nghĩa mới được phát ra. Nhân dân cùng với các tổ hành động bao vây đồn dân vệ và trụ sở hội động xã. 20 giờ, tổ hành động dùng loa truyền quân lệnh của tiểu đoàn 502 gọi địch trong đồn ra hàng. Chúng ngoan cố chống cự. Nửa đêm, Ban chỉ đạo điều một tiểu đội vũ trang vừa mới thành lập ở Định Thủy sang hỗ trợ. Sáng 18 tháng 1 năm 1960, từ mỏ cày, địch tăng cường lính bảo an về ứng cứu cho Phước Hiệp. Dự đoán được tình huống, ta đưa lực lượng phục kích tại cầu Ông Bòng. Địch vừa lọt vào trận địa phục kích ta nổ súng. Tên trung úy chỉ huy chết ngay tại chỗ, một xuồng máy bị chìm. Địch hoảng loạn tháo chạy, bỏ lại ba xác chết. Được tin viện binh đã bị tiêu diệt, quân địch trong đồn hoang mang lợi dụng sơ hở của ta, đêm ngày 18 tháng 1, chúng sẽ rào chạy về quận. Tên đội chỉ huy chạy lạc sang định thủy bị ta bắt sống. Thừa cơ nhân dân xông vào san bằng đồn và trụ sở hội đồng xã, giải tán tề ấp, tề xã. Phước Hiệp được hoàn toàn giải phóng vào sáng ngày 19 tháng 1 năm 1960. Ở xã Bình Khánh, trước ngày đồng khởi, đồng chí Bảy Đoàn, huyện ủy viên mỏ cày phụ trách xã không may bị bắt. Địch thấy quần chúng chuẩn bị nổi dậy, chúng tăng cường một trung đội công an ngô quyền về xã để giữ an ninh. Bọn này thường đi lẻ vào nhà dân xin ăn. Nắm được điểm yếu của địch, sáng 17 tháng 1 năm 1960, đồng chí Nam Thơ cùng 6 thanh niên tổ chức tiệc rượu mời bọn chúng đến. Địch cảnh giác, nên tổ hành động không thực hiện được ý đồ. Không để lỡ thời cơ, anh em dùng mưu lừa địch xuống ao bắt cá làm đủ nhậu. Hai tên công an cùng một thanh niên của ta xuống ao bắt cá. Tên đội cầm súng ngồi gác trên bờ khi địch vừa xuống ao, nhanh tay đồng chí Văn Anh đã vái mẹ trải chùm kín đầu hai lên lính. Cùng lúc hai thanh niên ôm cổ quật nhào tên đội cầm súng ngồi gác trên bờ. Bọn công an bị diệt cũng là lúc chống lệnh đồng khởi vang lên. Nhân dân nhất tề nổi dậy, xuống đường diệt ác, phá kim, bao vây đồn Bình Khánh, phát loa kêu gọi địch đầu hàng. Địch ngoan cố bắn trả. Một tiểu đội vũ trang từ định thủy kịp thời sang hỗ trợ, diệt bọn ngoan cố trên tháp canh đột nhập vào đồn diệt, bắt sống một số tên, thu sáu súng. Xã Bình Khánh hoàn toàn giải phóng lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 1 năm 1960. Từ thắng lợi đồng khởi ở ba xã điểm nhanh chóng lan rộng ra khắp tỉnh. Chỉ trong một tuần, từ 17 đến 24 tháng 1 năm 1960, 47 xã thuộc các huyện Mỏ Cày, Rồng Trôm, Châu Thành, Ba Chi Thành Phú, nhân dân đã nhất tề nổi dậy. 22 xã diệt ác, lấy đồn, đập tan bộ máy kìm kẹp giải phóng hoàn toàn xã, ấp. 25 xã khác diệt ác, bao vây đồn bốt, giải phóng nhiều ấp. Phối hợp cùng các vùng nông thôn, tại thị xã Bến Tre, lực lượng tự vệ đã đánh bốt lò tương, diệt ác ở phường Y, diệt công an ngụy ở ngã Ba Tháp, trừ gian ở xã Phú Khương. Trong tuần lễ đồng khởi, trên 300 tể điệp, dân vệ ác ôn đã bị bắt, 37 đồn, bốt bị bức rút, bức hàng ta thu 150 súng, nhiều đạn và lựu đạn. Với số súng thu được, tỉnh lập đại đội vũ trang đầu tiên của tỉnh mang phiên hiệu đại đội 264. Ban chỉ huy đại đội gồm các đồng chí Nguyễn Văn Song, Bảy Song, Lê Phục, Mười Phục, Đinh Văn Chức, Tám Chức. Sau khi giành được chính quyền, các xã đã mở đại hội nhân dân, lập tòa án xét xử những tên tay sai có nợ máu với nhân dân. Dụng đất của Việt Gian, Địa chủ bị tịch thu chia cho nông dân. Các đoàn thể quần chúng được tổ chức. Nhân dân hồ hởi phấn khởi bàn bạc mọi việc trong xã. Quyền làm chủ xã, ấp nay lại trở về tay nhân dân. Cùng thời gian này, ở Kiến Phong, tỉnh cũng lãnh đạo nhân dân nổi dậy. Trước khi vào đợt để đánh lạc hướng địch, tỉnh dùng lực lượng vũ trang tấn công địch ở Mỹ Hòa, Mỹ An. Đêm mùng 4 tháng 1 năm 1960, một phân đội của đại đội 272 và một tổ đặc công đánh sập tháp 10 tầng ở gò tháp, một đài quan sát kiên cố nhằm kiểm soát trung tâm đồng tháp 10, diệt 10 tên địch. Cùng lúc, một phân đội của đại đội 276 và một tổ đặc công đồn chợ Mỹ Hòa diệt, làm bị thương 15 tên địch chiến trụ sở tệ xã, mở khám, giải phóng 4 người của ta bị địch bắt. Sau hai trận, ta thu 30 súng, giải phóng xã Mỹ Hòa địch lo đối phó ở Mỹ Hòa thì đêm 15 tháng 1, nhân dân các xã điểm Tân Thành, Thường Thới, Thường Phước thuộc huyện Hồng Ngự đồng loạt nổi dậy. Đại đội 271 cơ động của tỉnh đánh đồn cả cái, xã Tân Thành, Hồng Ngự. Sau một tuần hoạt động, lực lượng vũ trang tỉnh đã diệt đồn cả cái, giải phóng hoàn toàn xã Tân Thành, diệt bót cái sơ, xã Bình Thạnh, Hồng Ngự, bót biến siêu, xã Tân Quế, trên cù Lao huyện Thanh Bình. Nhân dân nổi dậy, Giải phóng toàn xã Ở Cao Lãnh, quần chúng và cơ sở xã Bình Thạnh nổi dậy chiếm bót Bình Linh, giải phóng bà Ấp, hướng Mỹ An, lực lượng vũ trang cùng nhân dân bức rút đồn bà Cò, giải phóng một ấp của xã Đốc Binh Kiều. Tính đến 20 tháng 1 năm 1960, quân dân Kiến Phong đã diệt và làm bị thương 165 tên, bắt sống 40 tên, giáo dục cải tạo 20 tên, phá lòng, phá giá tề ở nhiều xã. Lúc này ở miền Đông Nam Bộ, Trận đánh Tua Hai mở màn. Tua Hai nằm trên đường 22 đi Công pông Tràm, Campuchia, cách thị xã Tây Ninh 7 km. Đó là tháp canh Tua, cũ của Pháp. Từ 1956, Mỹ, diệm đã biến nó thành căn cứ của một trung đoàn quân chính quy, trung đoàn 32. Đây là trung đoàn duy nhất đóng ở Tây Ninh lúc bấy giờ, ngoài sở chỉ huy sư đoàn bộ binh 21. Địch vẫn quen gọi Tua Hai là thành Nguyễn Thái Học. Toàn bộ khuôn viên của căn cứ nằm gần quốc lộ 22 mỗi cạnh dài 600 m. Bờ thành cao 2 m và cách 50 m lại có một tháp canh biệt lập hẳn với khu dân cư. Chỉ huy sở trung đoàn nằm ở trung tâm căn cứ. Từ bờ thành đi vào phải qua một bãi trống có gài mìn và hào giao thông ngang dọc. Đây gọi là một trung tâm đào tạo biệt kích, huấn luyện lính mới và kho chứa vũ khí để trang bị cho các đơn vị mới thành lập. Hàng ngày lính đi tập mang theo vũ khí đêm đến súng được đưa vào kho khóa lại. Bảo vệ căn cứ có một tiểu đoàn ứng chiến, vũ khí đầy đủ và một đại đội thám báo đêm đêm ra đóng ngoài xóm, hoặc bìa rừng quanh căn cứ. Một đại đội thám báo chìm, sống lần khuất trong dân và cả trong binh sĩ của chúng. Ngoài ra, chúng còn bố trí một đơn vị thiết giáp, ngày thường là những tháp cánh di động bảo vệ căn cứ. Khi hành quân là mũi nhọn, chỗ dựa của bộ binh. Theo Nguyễn Hiếu có, đại tá, tư lệnh quân khu một ngụy lúc đó, thì quân số trung đoàn 32 có 1.694 tên. Tuy nhiên, Tua hai là nơi có cơ sở mạnh của ta hoạt động. Trong những dịp lễ Tết, dưới sự chỉ đạo của ta, hàng trăm anh em binh sĩ đã bỏ về nhà không xin phép chỉ huy. Cơ sở của ta phát triển cả trong hàng ngũ hạ sĩ quan và sĩ quan. Đặc biệt, một cơ sở của ta làm việc trong bộ phận quân lực do một viên sĩ quan người Khmer phụ trách. Tên này chữ nghĩa không đủ để làm giấy tờ sổ sách nên phải dựa vào đồng chí của ta. Nhờ đó, ta nắm thực lực quân số, vũ khí, trang bị của địch trong căn cứ khá chắc. Một cơ sở khác của ta phụ trách thông tin liên lạc của trung đoàn. Tình hình hàng ngày của địch ở căn cứ, ta đều biết. Trong căn cứ, ta còn tổ chức một chi bộ Đảng. Chi bộ này chịu sự lãnh đạo của một huyện ủy viên từ bên ngoài, có lúc là tỉnh ủy viên chuyên trách từ đầu 1959. Cơ sở của ta trong căn cứ đã có ý đồ tổ chức nổi dậy khởi nghĩa, nhưng trên chưa cho phép. Tháng 6 năm 1959, tri bộ nội tuyến tổ chức học tập về nhiệm vụ, tiêu chuẩn đảng viên thì bọn thám báo chìm theo dõi. Các đồng chí đã giải tán kịp thời và giữ được an toàn. Thấy có nguy cơ bại lộ, tri bộ cơ sở họp bàn phương án khởi nghĩa và xin cấp trên xét duyệt. Đề nghị không được chấp nhận. Trong khi đó, cơ sở phụ trách điện đài của ta trong trung đoàn địch đã để lộ kế hoạch. Địch nắm được và bắt gần 120 người đầy đi côn đảo. Phải 3 tháng sau, ta mới móc nối được với số ít cơ sở còn lại, phát triển thêm được một số đảng viên và sâu chuỗi được nhiều quần chúng tích cực khác. Đúng lúc đó, Nghị quyết Trung ương 15 được triển khai. Các đồng chí cán bộ của Tây Ninh về sự ủy học tập, báo cáo tình hình tua hai và khí thế của quần chúng trong tỉnh sư ủy nam bộ căn cứ thực tế tình hình và quyết định dồn lực lượng đánh tua hai tạo một quả đấm quân sự có sức nặng để hiệu triệu khởi nghĩa trong toàn miền trận đánh có thể nổ ra sớm hơn những sư ủy quyết định lùi thời gian đến tết âm lịch để cho nhân dân gặt xong lúa thóc đá vào bổ, có lương thực dự trữ và cũng để tạo yếu tố bất ngờ đối với địch tham gia trận đánh có ba đại đội bộ binh một đại đội đặc công trực thuộc ban quân sự miền gần như toàn bộ lực lượng chủ lực miền có lúc bấy giờ cùng lực lượng của địa phương, bộ đội tỉnh Tây Ninh và dân quân, du kích. Phương án tiến công tua 2 từ 4 hướng được xác định. Hướng 1, đánh vào chỉ huy sở trung đoàn 32, gồm có 37 cán bộ, chiến sĩ đại đội 60 và 80 do đồng chí Tư Đen chỉ huy trưởng, đồng chí Vinh và 6 tươi chỉ huy phó, đồng chí 37 bộc phá viên. Hướng 2, đánh vào tiểu đoàn 1 ngụy và khu kho, gồm 54 cán bộ, Chiến sĩ thuộc đại đội 59 và một tổ của đại đội 80, do đồng chí Năm nhỏ chỉ huy trưởng, Tư lồng chỉ huy phó, 7 tâm chính trị viên, đồng chí Tư 6 bộc phá, nổ trái. Hướng 3, đánh vào tiểu đoàn hành ngụy và phát triển cùng với lực lượng hướng 2 đánh khu kho, gồm 40 cán bộ. Chiến sĩ của đại đội 60 và một tổ của đại đội 80 do đồng chí 8 Lê Thanh chỉ huy trưởng, 7 tấn, tèo, chỉ huy phó đồng chí nhà chỉ huy tổ đặc công. Hướng 4. Tiến công đại đội pháo binh và khu nhà xe gồm 70 cán bộ, chiến sĩ do đồng chí 6 hiến chỉ huy trưởng, 6 quân chỉ huy phó, 5 cầm chính trị viên, đồng chí ngon phụ trách đặc công. Lực lượng chặn viện một trung đội do đồng chí Hai Phương chỉ huy. Đồng chí Nguyễn Hữu Xuyến, 8 kiến quốc, chỉ huy chung Lực lượng vận tải, tiếp tế toàn đảng viên, đoàn viên do đồng chí tư nguyện phụ trách. Cơ sở nội tuyến ngoài nhiệm vụ nắm tình hình, báo cáo kịp thời cho chỉ huy còn phải bí mật đưa một bộ phận lực lượng tiến công vào trong trước khi nổ súng. Theo kế hoạch đúng 23 giờ ngày 25 ta nổ súng, nhưng lúc này đột nhiên có nhiều xe ô tô chở đầy lính từ Tây Ninh vào căn cứ, nên không giờ 30 phút ngày 26 tháng 1 năm 1960, đêm 28 Tết âm lịch, trận đánh mới bắt đầu. 37 đánh vào sở chỉ huy trung đoàn 32, phát lệnh tiến công. Từ các hướng, cán bộ, chiến sĩ ta tiến công vào tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 ngụy và đại đội pháo binh, khu để xe, nhà kho. Tiếng súng, lựu đạn nổ gian trên toàn trận địa hòa cùng tiếng hò la vang dậy áp đảo quân địch. Bị đánh bất ngờ quân địch rối loạn, tên trung đoàn phó cùng tiểu đội bảo vệ bị diệt. Các đơn vị tiến công đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng bộ phận đánh vào hai tiểu đoàn còn lại không hoàn thành nhiệm vụ vì đi lạc đường địch kịp thời chấn tĩnh, chúng tập hợp lực lượng chống trả. Qua ánh lửa của những ngôi nhà cháy, địch thấy lực lượng ta không nhiều, lại có cả phụ nữ. Chúng định dùng hỏa lục mạnh để đè bẹp sức tiến công của ta. Nhưng các trinh sát viên của ta đã kịp thời đột nhập vào khu vũ khí, lấy được ba khẩu đại liên, bắn quét về phía quân địch, đè bẹp sức kháng cự của chúng. Kết quả trận đánh ta đã diệt 500 tên địch, thu gần 1.500 khẩu súng các loại, nhưng chỉ chuyển về căn cứ được gần 500 khẩu. Trận tua 2 là trận đánh lớn đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam, tiêu diệt được nhiều địch, thu được nhiều vũ khí nhất. Chiến thắng tua 2 đánh dấu một bước phát triển mới về trình độ tổ chức chỉ huy hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang tà. Chiến thắng mang ý nghĩa chính trị to lớn, nó củng cố niềm tin và cổ vũ khí thế đồng khởi của quần chúng cách mạng. Đối với địch, đây là đòn đánh vào ý chí của ngụy quân, ngụy quyền khiến chúng hoang mang lo sợ. Tên tỉnh trưởng và những tên ác ôn đến đêm phải trốn đi ngủ ở nơi khác, bỏ lòng nhiều vùng nông thôn. Tua hai, Trận đột phá không chỉ mở đầu cho cuộc đồng khởi ở miền Đông, mà còn kích thích nhân dân các tỉnh đồng bằng Nam Bộ nổi dậy tiến công mạnh mẽ, dồn dập và liên tục vào bộ máy kìm kẹp của địch ở cơ sở. Suốt trong những ngày đồng khởi, quần chúng vui như hội, đèn đuốc sáng rực vùng quê, hồ hởi, tay gậy, tay dao, kéo nhau đi vây đồn, lấy bốt, truy lùng ác ôn, giải tán các tổ chức của địch. Ngay trong đêm tua hai bị diệt, địch ở đồn vịnh thuộc xã Hào Đức rút chạy. Hôm sau, kết hợp với nội ứng, quần chúng lấy bốt hòa hiệp, châu thành, bốt cầu ván, tràng bàng. Nhiều đồn, bốt trên đường 22 từ Tây Ninh đến biên giới Campuchia, trên tỉnh Lộ 3 và 4, địch bỏ chạy. Nhân đà đó, nhân dân ở nhiều nơi trong tỉnh vùng lên lấy đồn, giải phóng xã, ấp. Có nơi chỉ một tổ dân quân mang súng đến chụp bọn tể, hoặc bà con đến giả xin giấy tờ, rồi cướp luôn chính quyền địch. Hai ngày sau chiến thắng tua hai, toàn bộ huyện Châu Thành, đầu đầu cũng vang tiếng súng, tiếng trống, mó tre, thùng thiếc của nhân dân nổi dậy bao vây đồn bốt địch, truy bắt ác ôn. Chỉ trong một tháng lực lượng vũ trang huyện Châu Thành cùng đồng bào địa phương đã nổi dậy diệt 13 đồn bốt thu nhiều súng, bắt tù binh. Tổng Phước Hưng có 7 xã là Phước Hòa, Phước An, Phước Lộc, Hào Đức, Hòa Hiệp, Phước Vinh và Phước Lợi thì 6 xã được giải phóng hoàn toàn, chỉ có Phước Lợi còn trơ trọi một cái đồn. Tổng Hòa Ninh có 8 xã thì chỉ có 3 xã Thái Bình, Chí Bình và Thanh Điền còn vướng đồn lớn chưa nhiều được. Ở huyện Tràng Bàng, hưởng ứng chỉ thị đồng khởi của tỉnh, các đội công tác nhanh chóng xuống xã, ấp tổ chức quần chúng nổi dậy. Trong 5 ngày, các xã Đôn Thuận, Lộc Hưng, Phước Lưu, Phước Trì, Bình Thạnh, nhân dân giành được quyền làm chủ. Xã Gia Lộc, hai nông dân tay không cũng hù dọa bắt được một tên thám báo. Ấp Bầu Trâm chỉ cách thị trấn Tràng Bàng 2 km, hai thanh niên đi tới bông cũng lập mưu bắt được một thám báo. Đặc biệt, xã Gia Bình nằm sâu trong vùng địch, phong trào yếu. Nhưng trong khí thế chung của toàn tỉnh sau chiến thắng Tua 2, cán bộ xã cũng đã móc nối với cơ sở nổi tuyến, mượn vũ khí nơi khác tổ chức nổi dậy diệt đồn. Vì địch ở đây quá mạnh, hỏa lực ta chưa đủ, nên kế hoạch không thành. Tua vậy, lần đầu tiên quần chúng đấu tranh công khai làm địch phải rẻ chừng. Huyện Gò Dầu, ngay sau khi tin chiến thắng Tua Hai loan truyền, quần chúng đã xuống đường mít tinh, kêu gọi binh sĩ địch quay với cách mạng, với nhân dân. Đội tự vệ làm nòng cốt ngăn chặn các hành động chống đối của địch. Chỉ vài ngày sau chiến thắng Tua Hai từ hai xã Phước Thạnh, hiệp thạnh phong trào đã lan ra toàn huyện nhiều xã trong huyện nhân dân giành được chính quyền về tay các huyện bến cầu dương minh châu được lực lượng vũ trang hỗ trợ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng phát triển mạnh bộ máy chính quyền địch ở hầu hết các xã trong huyện tan giã nhân dân đứng lên làm chủ xã ấp với nhiều mức độ khác nhau ở phú khương hòa thành ngày nay đồng bào tín đồ cao đài sau một thời gian dài bị địch o ép đàn áp phong trào tạm thời lắng xuống. Nhiều cơ sở bị vỡ, nhưng sau tua hai, nhân dân cũng vùng lên phá nhiều khu trù mật, khu dinh điền, bung về ruộng vườn cũ làm ăn. Ở thị xã, địch co về quanh các cơ quan đầu não, tuần tra canh gác ngày đêm. Một số gia đình sĩ quan, binh lính ngụy bỏ chạy về Sài Gòn. Trong khi đó, các đội tự vệ mật và lực lượng vũ trang tỉnh liên tiếp đột nhập tấn công vào các công sở đồn bốt địch đóng trong thị xã gây xáo trộn tình hình an ninh của chúng, làm cho ngụy quân, ngụy quyền càng dối ren thêm. Sau chiến thắng Tua Hai, quân dân Tây Ninh đã kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và binh vận gỡ được 30 đồn. Bốt địch, chiếm tỷ lệ 50% đồn bốt trong tỉnh, giải phóng hoàn toàn 24 xã, giải phóng cơ bản 19 xã. Tề, dân vệ tan giá từ 70 đến 80%. Lực lượng vũ trang Tây Ninh phát triển. Đầu tháng 2 năm 1960, tỉnh thành lập tiểu đoàn 14, huyện Châu Thành thành lập đại đội 40, Gò Dầu, Trảng Bàng có đại đội 33A, Bến Cầu có đại đội 61, huyện Dương Minh Châu có đại đội 31A. Thị xã thành lập đại đội 2 phần 45, Tòa Thánh, Hòa Thành tổ chức đội vũ trang tuyên truyền. Các xã xây dựng các đội du kích, trong 49 xã có 44 xã lập đội du kích. Song song với miền Đông Nam Bộ, tại Trung Nam Bộ Mặc dù lúc này địch đã đề phòng, tăng cường lực lượng phòng giữ, nhưng liên tỉnh ủy chỉ đạo các tỉnh giữ vững kế hoạch hành động, tuyệt đối giữ bí mật, tạo yếu tố bất ngờ cho đồng khởi. Đêm 25 tháng 1 năm 1960, cuộc đồng khởi ở Long An bắt đầu bằng trận trung đội 231, tiểu đoàn 506 của tỉnh tập kích diệt đồn Đức lập trên lộ 8 nối bầu trai, tỉnh Hậu Nghĩa, với quốc lộ 1, đoạn Củ Chi, do một trung đội dân vệ đóng giữ có cơ sở nội tuyến dẫn đường, hỗ trợ chiến sĩ, cán bộ trung đội 231 đánh nhanh, dứt điểm gọn, thu toàn bộ vũ khí. Được lực lượng vũ trang hỗ trợ, ngày 26 tháng 1, nhân dân ở các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức, Cần Duộc, Châu Thành, Thủ Thừa, Tân Trụ nổi dậy, đánh chống mó kéo đi lùng bắt tề ấp, tề xã. Ngay tại Đức Lập, ta diệt hai tên, cảnh cáo một tên, xã Mỹ Hạnh lực lượng vũ trang tự vệ tập kích bất ngờ lấy bốt, tên xã trưởng chạy thoát. Xã Thành Lợi, 500 quần chúng lấy y thế cách mạng buộc tề điệp ra nhận tội. Trước khí thế nổi dậy của quần chúng, nhiều tề xã thôi việc, một số tên ngoan cố phải chạy về huyện lỵ. Sau thắng lợi ở Đức Hòa, tiểu đoàn 506 tiếp tục đánh trận gò xoài, bà vụ, diệt 20 tên bảo an, thu 20 súng. Bộ đội còn hóa trang dùng xe chở khách chở quân, bất ngờ tập kích diệt gọn đồn Tân Bửu. Thắng lợi này đã hỗ trợ đắc lực cho phong trào nổi dậy của quần chúng các huyện Bắc Lộ 4. Ở Nam Lộ 4, tiểu đoàn 508 hóa trang, đột nhập diệt đồn Đông Thạnh vào đêm 28 tháng 1 năm 1960, thu 13 súng. Ngày 29 tháng 1, tiểu đoàn 508 đánh tiếp đồn Hưng Long, bắt 30 tên, thu 24 súng. Quần chúng nổi dậy giải tán tề ấp, tề xã giành quyền làm chủ, Tính đến tháng 9 năm 1960, tỉnh Long An đã giải phóng hoàn toàn 12 xã, phá lỏng kìm ở 67 xã khác, đưa dân lên làm chủ với nhiều mức độ khác nhau. Tỉnh Kiến Tường, đồng khởi bắt đầu từ 28 tháng 1 năm 1960. Lực lượng vũ trang tỉnh, huyện kết hợp với nhân dân và cơ sở nội tuyến, bao vây, đánh chiếm bốt Bắc Tràn 2, quy hiếp đồn Bắc Tràn, thuộc Tân Thạnh, đồn 5.000, đánh đồn nhà thờ lá, gò dung bức rút 11 đồn từ Kinh Bùi, Tân Ninh, đến Kinh Năm Ngàn, Nhân Ninh, Gia Lộ 12, Tân Hòa, phá khu trù mật Bắc Tràn giải phóng các xã Tân Ninh, Nhân Ninh, Tân Hòa và hai ấp xã Hậu Thạnh. Tiểu đoàn 504 của tỉnh sau khi tiến công đồn Ma Lần, xã Phong Phú, diệt 17 tên, bắt 8 tên, thu 17 súng đã bao vây đồn Kinh Tắc, giải tán khu trù mật nổi gọi bước rút tám đồn và tua từ nồi gọt theo sông Vàng Cỏ Tây đến sông Xoài xã Thuận Nghĩa Hòa, giải phóng các xã Bình Hòa, Thạnh Phước, Phong Phú, Thạnh Hòa. Lực lượng vũ trang tỉnh kết hợp với lực lượng địa phương huyện Diệt Đồn Sông Trăng, ngày 2 tháng 2 năm 1960, bước rút các đồn tua dọc biên giới, sau đó Diệt Đồn Cái Dưng xã Tuyên Bình, hỗ trợ quần chúng nổi dậy phá khu Dinh Điền Gò Cát, Ninh Điền, La Ngà, giải phóng các xã Hưng Điền, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lợi, Vĩnh Đại đến ngày 2 tháng 3 năm 1960, Kiến Tường đã trừng trị 56 tên ác ôn có nợ máu, cảnh cáo 98 tên, bắt hàng trăm tể sát thú tội và thôi việc, tiêu điệp và làm tan giã 300 bảo an. Dân vệ, thu hơn 200 súng các loại giải phóng 11 xã. Tại Mỹ Tho, tỉnh ủy chọn xã Long An, huyện Châu Thành, làm điểm đồng khởi. Phương châm hành động là kết hợp tiến công quân sự với phát động quần chúng nổi dậy. Ngày 24 tháng 2 năm 1960, đơn vị 514, lực lượng vũ trang tỉnh, đóng giả lính ngụy, phục kích tại cây mè. Thuộc xã Long An trên lộ 4, đánh xe chở bạc đi phát lương của địch. Trận đánh không thực hiện được. Nhưng ngày 25 tháng 2 năm 1960, tỉnh vẫn phát động nhân dân nổi dậy đồng loạt. Ở xã Điểm Long An, được sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang tỉnh, nhân dân nổi dậy đốt chạm canh, bắt cảnh cáo bọn chủ ấp, liên gia. Các xã trên kênh Nguyễn Văn Tiếp từ Hưng Thạnh đến Thiên Hộ, quần chúng đánh chống mõ, phá bỏ các bảng liên gia và các khẩu hiệu tố cộng. Tiểu đoàn 514 của tỉnh Vũ Trang tuyên truyền tại các xã Long Hưng, Phước Thạnh, Long Định, Nhị Bình, Tân Lý Đông, Tân Lý Tây, Tân Hòa Thành. Song lực lượng chính trị còn yếu, nên ta chưa giành được quyền làm chủ. Tại Gò Công, cũng trong đêm 25 tháng 2 năm 1960, Tổ Vũ Trang hoạt động ở Đông Gò Công, Vàm Láng, diệt tên đại diện chớ và treo băng cờ khích lệ khởi nghĩa địch phát hiện bắn chết bốn đồng chí bắt đi một cuộc nổi dậy không thành ở phía tây tổ vũ trang đụng phải địch quay trở lại hai người đào ngũ vừa ra quân trận đầu gò công đã bị tổn thất kế hoạch nổi dậy đồng loạt theo chủ trương của liên tỉnh ủy không thực hiện được an giang là một tỉnh nằm trong vùng yếu nhân dân không nổi dậy được song tỉnh đã phát động diệt ác ôn và tích cực xây dựng lực lượng vũ trang chờ thời cơ. Trong lúc các tỉnh bạn đang trong cao trào đồng khởi đợt một, thì ở Bến Tre, tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết phong trào đồng khởi và chủ trương tiếp tục mở các đợt tiến công, nổi dậy, chuẩn bị mọi mặt ứng phó với địch. Tỉnh quyết định thành lập đơn vị vũ trang thứ hai, đại đội 269. Ban chỉ huy đại đội gồm có đồng chí Trần Khắc Trung, Sáu Trung, Trần Bì, Vệ Quốc, Nguyễn Hiếu Vị, Tám Vị. Giữa lúc đó, tháng 3 năm 1960, Ngô Đình Diệm trực tiếp đến Bến Tre khảo sát tình hình và chấn an bọn ngụy quân, ngụy quyền. Diệm quyết tung một lực lượng mạnh để trừ khử cái ung độc kiến hòa ngay từ đầu để tránh nguy hại về sau. Ngày 25 tháng 3 năm 1960, gần 10.000 quân hỗn hợp, lính thủy đánh bộ, dù, biệt động, do tướng Đỗ Cao Chí chỉ huy mở cuộc vây quét 3 xã Bình Khánh, Phước Hiệp, Định Thủy. Chúng chia nhiều mũi bao vây chia cắt từng khu vực chúng trà đi, sát lạc, lục soát từng bụi cây. Đám cỏ tìm diệt lực lượng vũ trang và cơ quan đầu não của tỉnh, quyết dập tắt phong trào đồng khởi ở ba xã điểm. Đi đến đâu lính địch bắn giết, đốt phá, cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ đến đó. 36 thanh niên đã bị chôn sống, 80 đồng bào bị giết chết. Nhân dân ba xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp đứng trước một thử thách lớn đây không chỉ là sự sống còn của ba xã mà còn là sự sống còn của phong trào đồng khởi của tỉnh. Nhận thức rõ điều này, ban lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ huy cuộc chống càn đã nghiên cứu, phân tích một cách cụ thể, tỉ mỉ tình hình dịch. Ta đi đến quyết định phát động quần chúng đấu tranh chính trị trực diện với địch, huy động phụ nữ kéo ra quận, tố cáo tội ác địch, đòi chúng phải rút quân kết hợp với lực lượng vũ trang bám trụ bên trong lửa thế đánh địch bảo vệ cơ quan lãnh đạo và nhân dân. Ngày 1 tháng 4 năm 1960, nhân dân ba xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp làm cuộc tản cư ngược ra thị trấn Mò Cày. Hàng ngàn phụ nữ với hàng chục ghe thuyền chở theo lợn gà, song nổi, chăn màn kéo nhau đi lánh nạn. Đến thị trấn, đoàn người đổ vào các đường phố, trước các công sở ngụy quyền, nằm ngồi la liệt, khóc lóc kêu la, tố cáo lính thủy quân lục chiến cướp bóc, đốt nhà, hãm hiếp phụ nữ. Nhân dân thị trấn mỏ cày ra đường, thăm hỏi và tiếp tế cơm nước. Ngày hôm sau, năm phụ nữ các xã lân cận kéo lên thị trấn tiếp sức đưa số người tản cư ngược lên đến gần mười nghìn đường phố mỏ cày tắc nghẽn chợ búa và một số cơ sở sản xuất trong thị trấn ngừng hoạt động các trường học bệnh viện thánh thất nhà bưu điện dinh quận trường bị đoàn người vây kín nhân dân lớp đưa đơn người nói miệng yêu cầu quận trưởng cho nhờ nương náu chờ quần áo dần rút chị em còn khích động quận trưởng lính chủ lực coi thường quân địa phương chửi cả quận trưởng, tỉnh trưởng. Quận trưởng mỏ kẻ tức tối, báo cáo với tỉnh trưởng. Tỉnh trưởng bực mình, lên Sài Gòn tố giác lính thủy quân lục chiến sát hại nhân dân, coi thường các nhà chức trách địa phương. Trước sức mạnh và lời lẽ có lý, có tình của đội quân chính trị hùng hậu, đại diện của Tổng thống Diệm, tỉnh trưởng biến Tre, quận trưởng Mò Cày và tên đại tá chỉ huy lực lượng thủy quân lục chiến ở Sài Gòn phải xuống tận xã điều tra, lập biên bản thừa nhận tội ác và hứa sẽ rút quân về trong khi lực lượng chính trị đấu tranh trực diện với địch thì lực lượng vũ trang đánh tiêu hao, tiêu diệt từng bộ phận địch, làm cho binh lính bắt đầu chán nản. Nhân cơ hội này, bộ đội và cơ quan lãnh đạo tỉnh rút khỏi vòng vây và di chuyển an toàn lên huyện Minh Tân và Rồng Trôm để chỉ đạo phong trào. Ngày 20 tháng 4 năm 1960, địch rút khỏi ba xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp cuộc phản công quy mô lớn của địch vào ba xã điểm đồng khởi của tỉnh đã thất bại trước tinh thần đấu tranh kiên quyết và khéo léo với sự kết hợp ba mũi chính trị, quân sự và binh vận của nhân dân mỏ cày, đặc biệt là phụ nữ. Địch hoảng sợ và gọi những người phụ nữ bến che tay không mà thắng giặc là đội quân tóc dài. Qua đồng khởi đợt y, bến che thể nghiệm thành công phương pháp kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị, binh vận góp cho cách mạng miền Nam phương pháp đấu tranh mới trong lãnh đạo khởi nghĩa động loạt từ cuộc tản cư ngược của phụ nữ Bến Tre, đội quân tóc dài ra đời. Đó là những cống hiến của Bến Tre trong phong trào đồng khởi, là điển hình về sự kết hợp các phương thức đấu tranh chính trị, binh vận với vũ trang. Cùng với Trung Nam Bộ, ở Tây Nam Bộ, từ đầu 1960, phong trào đồng khởi cũng diễn ra sôi nổi, đều khắp và liên tục. Cà Mau, tỉnh tận cùng của đất nước, tỉnh ủy họp ngày 6 tháng 1 năm 1960, chủ trương kiện toàn các đơn vị vũ trang hỗ trợ quần chúng khởi nghĩa đồng loạt. Trong lúc tỉnh ủy đang họp, một bộ phận của tiểu đoàn Ngô Văn Sở, lực lượng vũ trang tỉnh, do các đồng chí út điệp, sáu nhung chỉ huy vượt 20 km đường biển tiến công cứ điểm Hòn Khoai, diệt một trung đội địch đóng tại đây. Tiếp đó, bộ đội cùng du kích và nhân dân nổi dậy diệt và bước rút các bốt dân vệ giải phóng các xã Viên An, Tân Ân. Phong trào phát triển tới tận thị xã Cà Mau với sự hỗ trợ của bộ đội Đinh Tiên Hoàng. Du kích An Xuyên đã phục kích bắt gọn cả hội đồng xã đưa vào căn cứ giáo dục. Tại xã Tân Thành chi bộ lãnh đạo quần chúng làm công tác binh vận, kết hợp bộ đội và du kích phục kích diệt một trung đội địch, 27 tên, thu toàn bộ vũ khí, giải tán hội đồng xã, làm chủ hoàn toàn xã Tân Thành. Đặc biệt ở đầm rơi, quần chúng xã Tạ An Khương đã nổi dậy cùng du kích bắt toàn bộ tề xã. Xã Tân Thuận được sự hỗ trợ của đơn vị Ngô Văn Sở nhân dân kéo đến ấp Tân Thuận đánh chống mó bao vây địch suốt 7 ngày đêm. Địch trong đồn hoảng sợ phải đầu hàng. Ta bắt 15 tên, thu 15 súng. Bộ Tổng Tham Minh Ngụy đã phải đưa tiểu đoàn ba Bắc Ái, trực thuộc Phủ Tổng thống, về đầm rơi. Chúng đổ quân vào xã Thanh Tùng. Tiểu đoàn Ngô Văn Sở sử dụng hai đại đội phục kích địch tại Biến Dựa, trên sông Kế Ngang, 6 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3 năm 1960. Một cánh quân của địch gồm một đại đội của tiểu đoàn Bắc Ái, một tiểu đội bảo an và tên quận trưởng đầm rơi lọt vào trận địa phục kích của ta. Bộ đội nổ súng diệt gọn. Kết quả, ta diệt và bắt sống 150 tên, thu 133 súng. Đây là trận tiêu diệt gọn và thu nhiều vũ khí ở Cà Mau. Thắng lợi của trận đánh đã thúc đẩy phong trào đồng khởi ở vùng đất mũi. Ở Sóc Trăng, tỉnh ủy chọn Long Điền, huyện Giá Giai, làm điểm chỉ đạo đồng khởi của tỉnh. Tại đây ngày 19 tháng 3 năm 1960, tiểu đoàn phú lợi, lực lượng vũ trang tỉnh, tiến công đồn cây giang, diệt gọn một trung đội dân vệ, thu toàn bộ quân trang quân dụng. Tiếp đó, tiểu đoàn diệt đồn an trạch, hỗ trợ cho nhân dân nổi dậy phá giá bộ máy kìm kẹp ở xã, ấp, mở ra vùng giải phóng gồm hai xã sát lộ 4. Ở huyện Hồng Dân, quần chúng nổi dậy chiếm đồn Ninh Quế, giải tán lực lượng bảo vệ hương thôn. Huyện Long Phước, ta diệt cảnh sát, giải tán thanh niên Cộng Hòa bao vây chi khu ngan dừa. Tại huyện Vĩnh Lợi, lực lượng vũ trang kỳ tập diệt Vĩnh Phước, kết hợp nội ứng chiếm đồn Tân Lập, giáo dục một trung đội giữ đồn về về cách mạng. Phát huy thắng lợi này, quân dân hai huyện Vĩnh Lợi và Vĩnh Châu đầy mạnh tiến công địch, diệt 23 đồn, thu trên 1.000 súng, giải phóng 50.000 dân. 6 tháng đầu năm 1960, Sóc Trăng đã giải phóng một vùng nông thôn rộng lớn bao gồm các huyện Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên, ra Giai, Hồng Dân, Vĩnh Lộc. Ở Cần Thơ ngày 10 tháng 2 năm 1960, tỉnh ủy họp quyết định bỏ phân hiệu các đơn vị mang tên giáo phái, thành lập tiểu đoàn Tây Đô. Hưởng ứng phong trào nổi dậy trong khu, Cần Thơ chọn xã Thới Lai, huyện Ô Môn, làm trọng điểm Y, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, làm trọng điểm 2 để phát động quần chúng nổi dậy. Chuẩn bị cho cuộc nổi dậy tỉnh mở đợt hoạt động vũ trang, để tạo thế cho cuộc đồng khởi ngày 5 tháng 2 năm 1960. Tiểu đoàn Tây Đô phục kích đánh một đại đội bảo an ở cây me thuộc xã Trường Thành, huyện Ô Môn và Diệt Đồn Vàm Sáng, xã Nhơn Nghĩa, đêm 28 tháng 2. Sang tháng 3, trên đà thắng lợi, tiểu đoàn Tây Đô đánh diệt một đại đội bảo an ở xã Trường Long, tập kích địch ở đồn cờ đó, Ô Môn, diệt đại đội bảo an thứ hai, thu hơn một tấn vũ khí đạn dược, 26 tháng 3 thắng lợi của đoàn quân sự đã khích lệ quần chúng trong vùng nổi dậy đập tan bộ máy kìm kẹp của địch ở thôn, ấp, giành quyền làm chủ. Tiểu đoàn Tây Đô lại cơ động về Long Mỹ, phối hợp với bộ đội huyện hoạt động vũ trang hỗ trợ cho nhân dân phá khu trù mật vị thành, bức hàng đồn Vàm Ninh, diệt địch ở xã Vĩnh Viễn, đồn Tô Ma và Vịnh Trèo. Bị đánh mạnh, địch tập trung quân tổ chức phản kích. Ngày 9 tháng 4 năm 1960, địch càn vào xẻo cỏ, xã Long Phú, tiểu đoàn Tây Đô đánh diệt 79 tên, có một tỉnh đoàn trưởng bảo an. Ngày 6 tháng 5 năm 1960, địch lại đưa bốn tiểu đoàn càn quét tại dạch công dựa, xã Trường Thành, huyện Ô Môn. Tiểu đoàn Tây Đô kết hợp với lực lượng vũ trang huyện Ô Môn chống cản thắng lợi, diệt 200 tên, bắt sống 6 tên, thu 30 súng các loại cùng nhiều quân trang quân dụng. Đây là lần đầu tiên Cần Thơ đánh bại cuộc càn lớn của địch. Sau những thắng lợi của đợt 1, Cần Thơ đã tạo được thế và lực mới để chuẩn bị cho đồng khởi đợt 2. Tại tỉnh Dạch Giá, đầu 1960, tỉnh Đảng Bộ đang tổ chức học tập nghị quyết 15 của Trung ương, thì 3.000 quân địch càn quét vào vùng căn cứ U Minh. Vừa học tập nghị quyết tỉnh ủy vừa chỉ đạo tập trung lực lượng quân sự và chính trị kiên quyết đánh bại cuộc càn của địch để tạo thế cho quần chúng nổi dậy. Đêm 12 tháng 2 năm 1960, Đại đội 202 của tiểu đoàn Ngô Văn Sở, lực lượng vũ trang tỉnh được tăng cường một bộ phận bảo vệ tỉnh ủy tập kích tiêu diệt gọn bộ chỉ huy hành quân và một đại đội biệt động ngụy đóng tại xẻo cạn xã đông yên huyện an biên trận đánh đã tác động đến tinh thần binh lính địch nhân lúc địch đang hoang mang quần chúng bị bắt đi đào kênh xuyên rừng u minh thượng nhất loạt bỏ về kế hoạch càn phá u minh của địch bị thất bại Ngày 15 tháng 2 năm 1960, Đại đội 203, Tiểu đoàn Ngô Văn Sở, tiến công chi khu gò quao, diệt một đồn dân vệ và một số điểm trong chi khu. Cùng thời gian này ngày 14 tháng 2 năm 1960 ở Hà Tiên, tiểu đoàn Lê Quang với 93 cán bộ, chiến sĩ, trang bị chủ yếu súng trường, má tấu, đồng loạt tiến công ba đồn dân vệ hỗ trợ cho 7.000 dân trong khu trù mật Ba Thê, một trong bốn khu trù mật lớn ở Tây Nam Bộ, phá tan hệ thống kìm kẹp, đốt hết nhà cửa, trở về quê cũ cay cú vì khu trù mật lớn mà địch đã cố công xây dựng trong hai năm chỉ trong một đêm đã bị phá banh. Sáng 16 tháng 2 năm 1960, địch huy động tiểu đoàn quân dù, một đại đội biệt động quân và ba đại đội bảo an đánh vào tiểu đoàn Lê Quang. Cán bộ và chiến sĩ của tiểu đoàn đã chiến đấu anh dũng, bẻ gãy nhiều đợt tiến công của địch, diệt 400 tên. Cùng với các trận đánh của lực lượng vũ trang, quần chúng khắp nơi trong toàn tỉnh nổi dậy phá giá hệ thống kìm kẹp của địch ở cơ sở, giành quyền làm chủ. Trong khi đó ở miền Đông Nam Bộ, do tác động của trận đánh tua 2 cũng như phong trào nổi dậy ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhân dân nhiều tỉnh đã vũ trang diệt ác và nổi dậy. Tỉnh Thủ Dầu 1, ngày 31 tháng 1 năm 1960, tại căn cứ giếng trào rừng An Điền, Bến Cát, tỉnh ủy họp và quyết định sử dụng toàn bộ lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang nổi dậy vào ngày 25 tháng 2 năm 1960. Tỉnh có thế mạnh là xây dựng được nhiều cơ sở nội tuyến trong hàng ngũ địch, nên tỉnh ủy chủ trương lãnh đạo cơ sở nổi ứng, vận động thuyết phục, đánh địch từ bên trong, kết hợp với lực lượng vũ trang bao vây, uy hiếp đồn, bốt địch để hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy. Nam Bến Cát gồm các xã Thứ Hòa, Phú An, An Điền, An Tây, nơi có cơ sở chính trị mạnh, có lực lượng vũ trang của khu đứng chân, được chọn làm điểm chỉ đạo của tỉnh. Thới Hòa là điểm đột phá. Tại đây, từ giữa tháng 2 năm 1960, nhân cơ hội địch ở đồn Thới Hòa vừa lĩnh lương, chi bộ xã đã lãnh đạo cơ sở nội ứng tổ chức tiệc rượu rồi gom súng. Khi cả bọn đã ngấm rượu ta nổ súng diệt ác ôn và kêu gọi số còn lại đầu hàng. Bên ngoài, quần chúng cùng gia đình binh sĩ kéo tới đồn thuyết phục chồng. Con, em trở về với cách mạng. Kết quả ta chiếm đồn thế hòa, thu toàn bộ vũ khí, giải tán tề vệ, đốt phá trụ sở ngụy quyền và xây dựng lực lượng tự vệ xã. Thới Hòa là ngọn cờ tiên phong trong phong trào đồng khởi toàn tỉnh. Đêm 25 tháng 2 năm 1960, ngày dự kiến nổi dậy của tỉnh, cuộc đồng khởi đã nổ ra trên nhiều điểm chỉ đạo của tỉnh, huyện. Ở Bến Cát, lực lượng vũ trang bao vây các đồn Phú An, rạch bắp rồi dùng đất đèn bỏ vào ống tre, trình mắm, đốt nổ vang trời giả pháo lớn, làm địch khiếp sợ. Nhân dân các xã Phú An, An Điền, An Tây nổi thùng thiếp mõ, thanh viện uy hiếp địch. Các tổ hành động, thanh niên gậy gộc đi truy lùng, trừng trị bọn ác ôn lần trốn. Địch ở các đồn Phú An, dạch bắp hoảng sợ rút chạy. Cơ sở của ta ở các đồn Hoa Nhật, tân hóa vận động binh sĩ làm binh biến, diệt chỉ huy ác ôn mang súng về với cách mạng. Tề xã, tề ấp, gián điệp, số bị diệt, số bỏ chạy. Tân Định, điểm chỉ đạo của huyện Châu Thành, cơ sở nội ứng phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh diệt trung đội dân vệ xã, thu toàn bộ vũ khí. Thừa thắng lực lượng vũ trang huyện phối hợp với quần chúng nổi dậy phá trụ sở ngụy quyền, truy bắt và diệt tề điệp ác ôn. Phong trào lan rộng từ Tân Định đến An Hòa, An Lợi, Vĩnh Tân, Chánh Lưu, Bình Mỹ, Phú Chánh. Ở Lái Thiêu, các tổ hành động được quần chúng hỗ trợ tiến hành diệt ác, trừ gian đồng loạt ở các xã Thuận Giao, Bình Chuẩn, Bình Hòa. Hòa lân. Địch phản ứng quyết liệt. Chúng tập trung lực lượng mở cuộc càn lớn vào thuận giao. Ta vừa tổ chức chống càn, vừa bí mật chuyển hướng hoạt động ra An Sơn, An Trạch, Bình Nhâm, Hưng Định, Phú Long, Vĩnh Phú. Huyện Tân Uyên, đồng khởi bắt đầu từ các xã ở chiến khu D, sau đó lan ra các vùng gần thị trấn. Tại đây, nhân dân và lực lượng vũ trang tiến công hàng loạt trụ sở tể xã, ấp, trừng trị ác ôn ở Phước Hòa. An Linh, Phước Sang, Mỹ Lộc, Đất Quốc, đánh phá giao thông, phá hủy nhiều xe địch, giết cả tên quận trường. Phối hợp với phong trào đồng khởi trong toàn tỉnh, công nhân và đồng bào ở các làng thuộc khu vực đồn điền cao su dầu tiếng, hớn quản, Lộc Ninh nổi dậy giành quyền làm chủ. Phong trào lan rộng từ các vùng nông thôn đến thành thị. Hàng ngàn quần chúng ở thị xã, thị trấn nổi dậy đấu tranh đòi giảm thuế, đòi quyền dân sinh dân chủ, chống bắt lính. Sau hơn một tháng kết hợp tiến công với nổi dậy, quân dân thủ dầu một đã giải phóng gần hết huyện Bến Cát, Bắc Châu Thành và một phần lái thiêu, làm chủ hơn 40 ấp thuộc 25 xã trên 46 xã toàn tỉnh và hơn 10 làng trên 22 làng công nhân cao su, diệt hơn 100 tề điệp, ác ôn, giải tán nhiều dân vệ, bức hàng, bức rút hàng chục đồn, bốt địch, thu 300 súng các loại đồng khởi ở thủ dầu một đã mở ra một vùng căn cứ khá vững chắc tạo thế liên hoàn từ bắc lái thiêu qua châu thành bến cát long nguyên dầu tiếng đến vùng rừng núi hớn quản lộc ninh cùng với thủ dầu một là phước long do đặc điểm riêng của tỉnh địa hình rừng núi là chủ yếu lại nằm ở biên giới phía tây tây bắc đông nam bộ nên tỉnh ủy xác định nhiệm vụ chủ yếu là đẩy mạnh xây dựng cơ sở chính trị xây dựng căn cứ địa ở vùng đồng bào dân tộc hưởng ứng phong trào đồng khởi Lực lượng vũ trang của tỉnh đã tiến công tiêu diệt các đồn an bình, nước vàng, mở cửa và đồng xoài, giải tán các trạm kiểm lâm của địch ở các cửa khẩu. Công nhân cao su và đồng bào các dân tộc tranh thủ thời cơ nổi dậy phá giá tề địch ở cơ sở. Trong lúc đó, ở bà diện, tháng 2 năm 1960, tỉnh ủy họp và quyết định dùng đại đội 40, lực lượng vũ trang của tỉnh làm nòng cốt, phát động nhân dân trong tỉnh nổi dậy Điểm chỉ đạo của tỉnh là vùng Tam Long, Hòa Long, Long Phước, Long Tân, các cơ sở cao su dọc lộ 2 và các xã xung quanh căn cứ Minh Đạm thuộc huyện Đất Đỏ. Điểm đột phá là đồn điền cao su Bình Ba. Trung tâm đồn điền nằm trên lộ 2, cách thị xã Bà Rịa 8 km về phía bắc. Tại đây địch đã xây dựng 3 bốt, dân vệ, bảo an và hiến binh. Mỗi bốt khoảng 1 tiểu đội, trang bị 3 trung liên và một số súng trường, tiểu liên. Tối 30 tháng 3 năm 1960, lực lượng ta hành quân đến vị trí tập kết cách đồn địch 100 m Đại đội 40 sau khi bố trí hai tiểu đội chặn quân viện ở hai đầu lộ 2, số còn lại chia làm ba mũi bí mật tiếp cận mục tiêu và dùng lựu đạn, thủ pháo đồng loạt đánh các bốt địch, diệt nhiều tên, số còn lại bỏ chạy tán loạn. Ta thu 8 súng và hơn một tấn đạn, bắt sống trường bốt hiến binh. Chiến thắng Bình Ba đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào nổi dậy trong tỉnh, nhất là ở vùng điểm chỉ đạo của tỉnh. Tại các cơ sở cao su ở Xà Bang, Xuân Sơn, Ngãi Giao, Sông Cầu, nhân dân cùng với công nhân đã nhất tề vùng dậy, dùng gậy gộc, má tấu, dao cạo mù truy lùng ác ôn, làm chủ xã, ấp. Hàng trăm đồng bào xã Long Phước nổi chống mõ, đốt đuốc, kéo đến bao vây bốt địch ở trung tâm xã, bắt tề ngụy ác ôn phải ra thú tội trước nhân dân. Ở vùng đất đỏ, đêm 6 tháng 4 năm 1960, đội vũ trang tuyên truyền của huyện Diệt Đồn Dân Vệ ở Long Mỹ thu bốn súng. Nhân dân nổi dậy, nổi chống mõ, đốt nhà hội tề. Địch ở địa phương hoảng sợ chạy trốn về chi khu. Tranh thủ thời cơ thuận lợi, đội vũ trang huyện mở rộng hoạt động dọc lộ 52 và 23 hỗ trợ cho nhân dân đất đỏ. Long hội Mỹ, Long Tân, Long Điền, An Ngãi nổi dậy giành quyền làm chủ. Trên địa bàn tỉnh Long Khánh, do tác động của phong trào tỉnh Bà Rịa từ tháng 4 năm 1960. Nhiều nơi quần chúng nổi dậy diệt ác, phá kìm, giành quyền làm chủ xã, ấp với nhiều mức độ khác nhau. Phong trào nổi dậy đồng loạt ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã chia sẻ lực lượng địch buộc chúng phải căng kéo đối phó khắp nơi. Trong tình hình đó, ở Biên Hòa vào đầu 1960 mặc dù toàn tỉnh chỉ còn hai chi bộ, một trung đội vũ trang, tỉnh ủy chỉ còn bốn ủy viên do đồng chí Lê Quang Chữ làm bí thư tỉnh ủy vẫn chủ trương mở một đợt vũ trang tuyên truyền. Trọng điểm là bốn xã thuộc chiến khu D, Thường Lang, Tân Tịch, Tân Hòa, Mỹ Lộc. Đầu tháng 3 năm 1960, với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang tỉnh, nhân dân bốn xã vùng chiến khu D đã nổi dậy làm chủ một vùng tương đối rộng tạo bàn đạp phát triển xuống các vùng sâu. Phong trào đồng khởi ở nông thôn đã tác động mạnh đến Sài Gòn, gia định. Từ tháng 2 năm 1960, nhiều vùng nông thôn ở gia định đã nổi dậy giành quyền làm chủ xóm, ấp. Tại Củ Chi, khi huyện ủy phát lệnh, nhất tề nổi dậy, phá giã nông thôn, với sự hỗ trợ của đội vũ trang huyện, đồng bào đã xông vào nhà thông tin các xã xé ảnh diệm, xé cờ ba que, xé khẩu hiệu chống cộng của địch. Trên các lộ 7, lộ 15, hàng ngàn đồng bào biểu tình giải truyền đơn, căng biểu ngữ cách mạng. Bọn tề ấp, tề xã hoàng sợ bỏ chạy lực lượng vũ trung của khu C-13 hoạt động ở các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Duyên Hải, Thủ Đức, Dĩ An đã diệt các đồn An Hòa, Tân Thạnh Tây, Trung Hòa, An Nhơn Tây, nhà hàng Bến Mương, hỗ trợ quần chúng nổi dậy. Đến tháng 3 năm 1960, nhân dân đã làm chủ các xã Phú Mỹ Hưng, Nhuận Đức và một số ấp thuộc các xã An Nhơn Tây, trung lập vào vùng Bắc Củ Chi. Ở nội thành Sài Gòn, Gia Định, Thành ủy chủ trương đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị, chĩa mũi nhọn vào chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm, kết hợp với đòi quyền dân sinh, dân chủ cho quần chúng lao động. Thực hiện chủ trương của thành ủy, ngay đầu năm 1960, công nhân các hãng dầu Sen, Stanta, Cosoni, công ty điện nước, lái xe taxi, hãng giày Bata đã đấu tranh buộc chủ sở phải trả công cho công nhân hàng triệu đồng. Học sinh Sinh viên đấu tranh chống chế độ thi cử khắc nghiệt, đòi dạy tiếng Việt ở bậc đại học, đòi mở thêm trường lớp ở nội, ngoại thành. Giáo sư các trường công và tư ở Sài Gòn phản đối Mỹ, diệm bắt bớ và đóng cửa nhiều trường tư thục. Luật sư ở Sài Gòn và Huế lên án luật 102, luật khống chế giới luật sư và hạn chế tự do của họ của diệm. Đặc biệt tháng 1 năm 1960, thanh niên Sài Gòn đã treo cờ đỏ búa liềm ở chợ biến thành cổ vũ tinh thần đấu tranh của quần chúng cuộc đấu tranh của Sài Gòn, gia định không chỉ giới hạn ở nội thành mà còn lan rộng ra các vùng củ chi, dầu tiếng, Lai Khê, Bến Củi, Phú Hòa, Trảng Bom, Xuân Lộc. Ở những nơi này công nhân cao su và nhiều tầng lớp tổ chức hội thảo, ra kiến nghị, phát đơn kiện thanh tra lao động, tố cáo ngụy quyền địa phương và cảnh sát, nhờ đăng báo gửi Ngô Đình Diệm đòi phải trả lời. Khác với các tỉnh Nam Bộ, chị Thiên là khu đệm nối hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa với miền Nam, do địch kiểm soát. Trong điều kiện tình hình chính trị quốc tế diễn biến phức tạp, để tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của Liên Xô, Trung Quốc và bè bạn xa gần và kiềm chế Mỹ, Trung ương Đảng chủ trương cho Trị Thiên hoạt động quân sự phải hạn chế, không rầm rộ, có mức độ, nhất là vùng Quảng Trị, đường chín và biên giới Việt-Lào. Thực hiện nghị quyết Trung ương 15 và chỉ thị của trên, căn cứ thực tiễn địa phương, tỉnh Mỹ Quảng Trị và Thừa Thiên chủ trương đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị và vũ trang tự vệ mức độ hạn chế, nắm thời cơ phát động phong trào nổi dậy ở miền núi. Cuối năm 1959 đầu năm 1960, những cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân chống luật 10 phần 59, chống lập khu dinh điển, chống bắt lính, đòi cứu trợ nạn đói liên tục nổ ra. Tiêu biểu là cuộc đấu tranh 16 ngày liền của đồng bào Quảng Trị chống địch lấp sông Biến Ngự để làm đường quân sự. Qua đấu tranh, cơ sở cách mạng ở đồng bằng bước đầu được phục hồi, căn cứ địa miền núi được xây dựng một bước. Các đơn vị vũ trang tập trung đầu tiên của chị, Thiên, Huế lần lượt ra đời. Trước sự phát triển của phong trào, địch phải tăng cường đối phó, nhất là đối với miền núi. Chúng củng cố hệ thống đồn bốt để khống chế từng vùng, dùng lực lượng chính quy và biệt kích cản quét liên tục, ra sức dồn dân vào các khu tập trung, tung lực lượng án ngữ các vùng giáp danh và biên giới Việt-Lào đi đôi với càn quét, đàn áp, địch còn thực hiện chính sách chia rẽ giữa người kinh và người thượng, mua chuộc các chức sắc, lập các trại biệt kích và các đơn vị người thượng để đánh phá phong trào. Hành động đó đã gây phẫn uất trong đồng bào các dân tộc, lẻ tẻ đã xảy ra những vụ diệt ác. Tháng 7 năm 1960, du kích và thanh niên la đụt diệt ba tên địch từ đồn A Lưới lên, thu ba súng. Ngày 12 tháng 6 năm 1960, ông con sâm dùng nỏ có tên thuốc độc giết chết tên thiếu tá ngụy ở thôn con cô lúc này phong trào đồng khởi ở nam bộ phát triển mạnh đã tác động và cổ vũ phong trào đấu tranh của nhân dân trị thiên tháng 7 năm 1960, bộ đội địa phương tỉnh quảng trị tiêu diệt vị trí tuổi mùi diệt một trung đội địch chiến thắng tuổi mùi đã thúc đẩy phong trào nổi dậy ở quảng trị nhất là vùng nam đường chín Tại đây phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra dưới nhiều hình thức từ đấu tranh công khai hợp pháp đến bất hợp pháp, kết hợp với diệt ác trừ gian, bao vây đồn bốt, giải tán ngụy quyền, lập chính quyền nhân dân tự quản. Ở Thừa Thiên, tháng 10 năm 1960, địch mở các cuộc hành quân dồn dân vào các trại tập trung, đồng bào không chịu, bỏ chạy vào rừng sâu và đòi vũ trang đánh địch. Tình thế bắt buộc, không thể dừng hoặc lùi lại được nữa, tỉnh ủy thừa thiên đã phát động phong trào nổi dậy đều khắp mở đầu lực lượng vũ trang của tỉnh trừng trị tên tránh tổng của đảng cần lao nhân vị ở khai tranh tiếp đó là hai cuộc đấu tranh lớn với sự tham gia của hàng chục làng ở xã hương lâm phong lâm nhân dân trừng trị hai tên tránh phó tổng ác ôn tuyên bố xóa bỏ ngu quyền các thôn xã đều lập chính quyền nhân dân tự quản tổ chức các đội du kích xây dựng bản làng chiến đấu phong trào nổi dậy phát triển mạnh buộc địch phải rút bỏ nhiều vị trí ở tuổi mùi, tà rụt, Trại cá, sa trần, ly tông và co lại các vị trí lớn a so, a lưới, nam đông, khe tre. Địch mở nhiều cuộc hành quân giành lại miền núi trị, thiên, nhưng chúng không thực hiện được. Đại bộ phận miền núi thừa thiên và một vùng rộng lớn miền núi Quảng Trị có 8 xã huyện tuổi mùi, 3 xã nam hoang hóa, 5 xã ba lòng và một số thôn của xã Hải Phúc được giải phóng tạo ra vùng căn cứ rộng lớn Liên hoàn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của phong trào cách mạng ở chỉ Thiên và trong việc mở rộng, bảo đảm hành lang vận chuyển tiếp tế từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Thắng lợi của phong trào nổi dậy ở miền núi chỉ Thiên góp phần vào thắng lợi to lớn của cao trào đồng khởi toàn miền Nam trong năm 1960, buộc Mỹ ngụy phải bỏ kế hoạch vừa bình định miền Nam, vừa chuẩn bị tiến ra miền Bắc để quay về tập trung đối phó với phong trào cách mạng miền Nam. Khu năm sau khởi nghĩa trà bồng và miền Tây Quảng Ngãi, địch tập trung đánh phá ác liệt khắp các căn cứ miền núi, từ Ninh Thuận đến Quảng Đà. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 1960, chúng đã mở 52 cuộc càn quét từ một đại đội đến hai tiểu đoàn. Kết hợp lùng sục, đối phá làng bản với bao vây kinh tế, triệt phá mùa màng. Địch đã làm cho nhân dân vùng căn cứ Quảng Ngãi và Ninh Thuận phải điêu đứng. Nhiều nơi thuộc huyện Trà Bồng, nhà cửa bị chúng đốt sạch chỉ còn một số thôn nóc nằm sâu trong núi. Có nơi bị đốt đi đốt lại hàng chục lần. Hàng ngàn gia đình ở vùng thấp, vùng giáp danh bị địch trả sát phải chạy lên vùng cao. Mặc dù vậy, được sự cổ vũ của phong trào đồng khởi ở Nam Bộ, nhân dân Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi vẫn bền gan chiến đấu. Lợi dụng địa thế hiểm trở của rừng núi, với các loại vũ khí thô sơ, trông, bẫy, thò, tên, ná, đồng bào thượng đã làm thất bại các cuộc càn quét của địch giữ vững buôn làng giải phóng. Ở đồng bằng lực lượng cách mạng từng bước được khôi phục và chuyển sang thế tiến công. Giáp với Quảng Ngãi là Quảng Tín và Quảng Đà, nay là tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Trong những năm tố cộng, diệt cộng, 1955 đến 1957, địch đánh phá ác liệt. Các cơ sở ở đồng bằng bị vỡ, tỉnh đảng bộ phải dựa vào rừng núi để xây dựng căn cứ, lãnh đạo phong trào. Sau khi tạm ổn ở đồng bằng, địch lại tiếp tục đánh lên miền núi từ 1958 địch giải quân đóng dọc đường 16 đầu 1960 chúng đưa tiểu đoàn lính cộng hòa đánh phá vùng thấp huyện Phước Sơn các làng ông tía ông điếu ông nuông ông giấu bị địch chiếm đóng không chịu nổi sự áp bức kìm kẹp của địch nhân dân bàn với nhau phải cầm vũ khí đứng lên đánh lại kẻ thù ngày 13 tháng 3 năm 1960 nhân dân nóc ông tía với 11 tự vệ và 30 gia đình đã nổi dậy dùng dựa chém chết cả tiểu đội lính bảo an đóng trong làng, đốt trụ sở ngụy quyền, rồi rời vào rừng sâu, tổ chức bố phòng chúng địch càn quét. Năm ngày sau, địch đưa một đại đội càn vào làng. Chúng đốt sạch nhà cửa, phá hết hoa màu trên dãy. Nhưng khi địch tiến sâu vào hướng làng mới, chúng vấp phải trông thò. Nhiều tên chết và bị thương, buộc phải rút lui. Theo gương nóc ông tía, hơn 10 làng khác ở vùng thấp huyện Phước Sơn cũng tổ chức đấu tranh bất hợp pháp, rào làng, bố phòng, tạo thế liên hoàn đánh địch. Nổi dậy ở nóc ông Tía là cuộc nổi dậy có vũ trang đầu tiên ở miền núi Quảng Nam. Tuy quy mô không lớn, song nó là cái mốc quan trọng mở đầu thời kỳ đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang của tỉnh để mở rộng căn cứ địa cách mạng, xây dựng và phát triển lực lượng. Ở Đồng Bằng, lực lượng vũ trang tuyên truyền và bộ đội đặc công tỉnh diệt tên Hường chi phó công an huyện Đại Lộc, tên Quý, chi trưởng công an quận Hiếu Đức và tổng đoàn dân vệ xã Xuyên Phú huyện Duy Xuyên. Những hoạt động đó đã hỗ trợ cho phong trào đấu tranh ở các huyện đồng bằng phát triển. Thời gian này ở Bình Định, du kích tập trung huyện Vân Canh có sáng kiến đánh giao thông bằng cách đập các ống kim loại tròn vừa bằng chiếc EQ để mở ốc các thanh tà vẹt, rồi dùng dây mây bện để kéo đường dây. Tháng 3 năm 1960, khi đoàn tàu quân sự địch vừa đến đoạn Mục Thịnh, bốn chiến sĩ du kích dồn sức kéo bật thanh đường dây. Đầu tàu và 16 toa lao xuống vực làm chết 100 tên lính ngụy, phá hỏng hàng chục tấn hàng. Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, các đội vũ trang công tác thọc sâu xuống đồng bằng. Trừng trị tên chỉ huy trưởng công an Ba Ngòi, Khánh Hòa, chi trưởng công an Dư Khánh, Ninh Thuận. Hoạt động vũ trang của ta tăng lên là một số tên trong bộ máy ngụy quyền thôn, xã hoang mang dao động. Chúng hoạt động cầm chừng, các tổ chức cách mạng từng bước được phục hồi. Thắng lợi to lớn trong cao trào đồng khởi ở Nam Bộ và những cuộc nổi dậy vũ trang diệt ác ở miền núi khu 5, gồm cả trị, thiên, đầu năm 1960 đã đẩy chính quyền tay sai Mỹ ở Sài Gòn bước vào thời kỳ khủng hoảng chính trị triền miền, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho nhân toàn ta đồng khởi đợt 2, đưa phong trào cách mạng tiến lên một thời kỳ mới. Hết phần 18. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.